Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em mê câu cá. Nay thì mình lên sóng cho các bác một số mẫu cần năng C, cả bộ câu năng C, câu lục, đầu cần. Thì hôm nay em lên sóng cho bác là mẫu cần vẫn là Shimano Holiday. Shimano Holiday. Độ cứng 30, có độ dài từ 2m7 cho đến 4m2 các bác nhá. 2m7, 3m, 3m6, 3m9 và 4m2. Đây là độ dài ngắn nhất và độ dài dài nhất đây. Là 4m2, có thể dành cho anh em câu lục đầu cần. Đấy. Độ cứng 30 4m2. Thì hôm nay một cần này sẽ đi với máy Zolo. Cloud hay Colos XT. Mẫu này thì có 5.000 và 6.000 các bác nhá, 5.000 6.000. 7 bi trên một bạc đạn. Cối kim loại. Và bánh răng bên trong thì toàn bộ kim loại các bác nhá. Chứ máy không có bánh răng bằng nhựa đâu. Tay quay thì các bác có thể đổi tay trái tay phải thoải mái nhá, tùy các bác sử dụng, các bác đổi tay quay. Thì ở đây các bác có mẫu 6.000 hoặc là 5.000, các bác tùy lựa chọn nhé. Hai size thì nó chênh nhau, hai xe máy chênh nhau có 10.000 thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Đối với dòng 6.000 này thì bộ cần do Coilos KT 6.000 cộng một cước. Cước này thì các bác có thể tùy lựa chọn từ size từ 3 chấm cho đến 5-6 chấm cước Vazivap nhé. Tùy lựa chọn cần máy cước. Thì nếu máy 6.000, hiện tại đang là máy 6.000 thì có giá là 640.000 bộ 2m7 các bác nhá. Đấy, bộ đầu tiên bộ 2m7 cần máy cước là có giá 640.000. Thế còn bên này là bộ 3m, bộ 3m thì có giá là 660.000. Bộ 3m6 sẽ có giá là 680.000. Bộ 39 sẽ có giá là 700.000. Và bộ 42 có giá là 720.000. Còn các bác nếu lựa chọn máy 5.000 thì sẽ bớt đi 10.000 nữa nhá. Trừ đi 10.000. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhá, số điện thoại em để dưới video, địa chỉ để dưới video. Em nhắc lại giá các bộ cần từ 2m7 đến 42 nhá. Dành cho bác câu lăng xê này. Đấy, câu đơn trượng máy hoặc câu lục đầu cần đều được. Đấy, thì có độ dài từ 2m7 đến 4m2 thì có giá đi với máy hiện tại là máy 6.000 thì có giá là 640.000 bộ 2m7 này, 660.000 bộ 3m này, 680.000 bộ 3m6 này, 700.000 bộ 3m9 này và 720.000 là bộ 4m2, đều là độ cứng 30 nhé. Còn nếu lấy máy 5.000 thì mỗi bộ cần này sẽ trừ đi 10.000. Các bác nhớ cho em nhé. Chất liệu cần thì carbon. Máy thì cối kim loại, trục kim loại, bánh răng kim loại nhá. Máy Zolo. 7 bi trên một bạc đạn. Cảm ơn các bác theo dõi video nhá. Đây là hàng của bạn Anh Tuấn ở Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là hàng của bạn Hoàng Thọ Mạc ở tỉnh Hà Giang. Tiếp theo là hàng của Đồng Mạnh Cường ở Hoành Sơn, Bắc Ninh. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Tiên Phong ở tỉnh Hải Dương. Còn đây là hàng của anh Mười ở Sông Lô, Vĩnh Phúc. Tiếp theo là hàng của bạn Lưu Nguyễn ở tỉnh Quảng Trị. Đây là hàng của bạn Trần Hiếu ở Mộc Châu, Sơn La. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Văn Tùng ở Văn Lâm, Hưng Yên. Còn đây là hàng của bạn Trần Hữu Nghĩa ở chợ gạo Tiền Giang.
Đây là hàng của bạn Nguyễn Mạnh Cường, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Còn đây là hàng của bạn Duy Công, Hải Phòng. Và đây là hàng của bạn Nguyễn Thành Nhân, tỉnh Gia Lai. Đây là hàng của bạn Hàng Trung Kiên, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Còn đây là hàng của bạn Phạm Trung, Lạng Sơn. Tiếp theo là hàng của bạn Lê Văn Tước, Bà Rịa, Vũng Tàu. Còn đây là hàng của bạn Vũ Viết Thắng, Lương Tài, Bắc Ninh. Đây là hàng của bạn Phạm Xuân Quảng ở Yên Sơn, Tuyên Quang. Còn đây là hàng của bạn Phong ở Long Biên, Hà Nội. Đây vẫn là hàng của bạn Phong ở Long Biên, Hà Nội. Tiếp theo là hàng của bạn Phan Đình Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Còn đây là hàng của bạn Lê Thế Hiển, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hàng của bạn Trương Hữu Tiến ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Tiếp theo là hàng của bạn Vi Văn Dậu, Yên Thế, Bắc Giang. Đây vẫn là hàng của Vi Văn Dậu, Yên Thế, Bắc Giang. Đây là hàng của bạn Hoàng Thị Hòa ở Yên Thế, Bắc Giang. Tiếp theo là bạn hàng của bạn Nguyễn Thanh Hải ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Còn đây là hàng của bạn Hoàng Đan, Mỹ Hào, Hưng Yên. Tiếp theo là hàng của bạn Trịnh Tuấn Vũ, Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là hàng của bạn Nguyễn Hữu Ước ở Sơn Tây, Hà Nội. Tiếp theo là hàng của bạn Lê Văn Tước ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là hàng của bạn Hoàng Quyết ở Ngân Sơn, Bắc Cạn. Đây là hàng của bạn Long ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đây vẫn là hàng của bạn Long ở tỉnh Bình Định. Tiếp theo là hàng của bạn Mạnh ở Phúc Hòa, Hà Nội. Ở Phúc Thọ, Hà Nội. Hiện tượng bị lừa đảo, đấy, mạo danh trục lợi bên Giang Trường Phishing. Thì các bác chỉ giao dịch với em qua hai số điện thoại như trên màn hình nhé, 0961 932 218 và số điện thoại 0819 543 331. Và hai tài khoản giao dịch là Trương Thị Giang, số tài khoản của Vietcombank Yên Dũng, Bắc Giang, và Trần Việt Dũng, số tài khoản của Agribank Yên Dũng, Bắc Giang. Bác nào mà nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại khác yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản khác thì yêu cầu các bác là không giao dịch, không đặt hàng để tránh tiền mất tật mang. Hiện tại bên em chỉ dụng hai số điện thoại trên coi nhé, cho tất cả các giao dịch mua bán cần câu, đồ câu, mồi câu vân vân, phụ kiện câu cá, và giao dịch bằng hai số tài khoản, một là tài khoản Trương Thị Giang của Vietcombank và hai là tài khoản của Trần Văn Dũng, Agribank. Đấy. Bác nào mà nhận được thông báo của bất kỳ bên nào
Đấy, mạo danh thì bác né nó ra nhé, để tránh tiền mất tật mang và làm ảnh hưởng đến uy tín của Giang Trường Vi Sinh. Đấy, thì tất cả các video của Giang Trường Vi Sinh sẽ được gắn cái video này ở phía đầu. Đấy, để giúp các bác tránh các trường hợp bị mạo danh, vì dạo này bên em bị mạo danh nhiều quá. Các bác bị lừa vừa mất tiền vừa bụng mình, bên em lại mất uy tín. Trong đó có nhiều bác là anh em khách hàng, cũng khách hàng quen, thân thuộc chứ không phải là khách hàng mới. Thế nên các anh em cảnh báo cho tất cả anh em, từ khách hàng cũ đến khách hàng mới, các bác chỉ giao dịch với tất cả số điện thoại và số tài khoản trên video này thôi các bác nhé. Đấy, trân trọng cảm ơn các bác. Đây là hàng của bạn Đinh Văn Quý ở Khánh Thượng Ba Vì, Hà Nội. Đàn mồi ấy. Còn đây là hàng của bạn Chu Văn Quý ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Mồi nhà Giang Trường luôn luôn đi, hôm nào cũng có hàng mồi đi, nhưng mà em không đăng đâu. Đây là hàng của bạn Huỳnh Văn Hải ở Thanh Trì, Hà Nội. Về số 33425. Đây là hàng của bạn Lương Đình Cường, Thường Tín, Hà Nội. Máy Everlam 35 2 cối. Đây là hàng của bạn Bùi Quốc Tế ở Thanh Hóa. Tiếp theo là hàng của bạn Duy Thắng ở thành phố Hà Nội, Văn Quán, Mê Linh. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Xuân Quỳnh, tỉnh Nghệ An. Tiếp theo là hàng của bạn Thanh Ken ở xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Còn đây là hàng của bạn Mai Khắc Hải, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Còn đây là hàng của bạn Phan Văn An, Phú Lương, Thái Nguyên. Đây là hàng của bạn Nguyễn Trung Giáp ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tiếp theo là hàng của bạn Hà Văn Kỳ ở Nghi Sơn, Thanh Hóa. Còn đây là hàng của bạn Trần Văn Hậu, Văn Lâm, Hưng Yên.